Những ngày Tết cận kề, nhu cầu tiền mặt của người dân tăng cao và cứ đúng dịp này lại liên tục nhận được thông tin về những cây ATM bị lỗi, không phục vụ nhu cầu rút tiền của người dân. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Lỗi thiết bị. Máy hỏng. Máy đang bảo dưỡng. Máy đang chờ tiếp quỹ. Nhiều cây ATM tại Hà Nội đang trong tình trạng ngừng hoạt động. Còn ở một máy đang hoạt động khác thì chỉ có lựa chọn rút 100.000 đồng. Máy báo lỗi như thế này thì em rất gặp khó khăn là không có tiền rút ra để sinh hoạt trong đời sống. Em là sinh viên ạ. Cái việc mà như này thì cũng khá là mất thời gian cho mình ấy. Nếu mà đang cần rút nhưng không rút được cũng hơi phức tạp một chút. Nói chung là mất thời gian ấy ạ. Còn tại những máy hoạt động, tình trạng xếp hàng dài chờ rút tiền, tình trạng ATM nghẽn mạng, hỏng hóc cứ đến dịp Tết Nguyên đán lại tái diễn khi nhu cầu tiền mặt tăng đột biến gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Dù Ngân hàng Nhà nước liên tục yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đảm bảo nhu cầu tiền mặt của người dân. Ngân hàng Nhà nước thì cũng chỉ đạo rất nhiều, tôi cũng đã nói là có 4 năm văn bản gần đây về cây ATM. Thế và các ngân hàng thương mại thì cũng rất quyết liệt. Thậm chí vừa rồi là thành lập cả một cái đoàn của liên bộ, rồi cả Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối, làm chủ trì đi kiểm tra cái máy ATM của rất nhiều các ngân hàng để đánh giá kể cả tính an toàn bảo mật cũng như là cái chất lượng phục vụ. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân và các tổ chức thực hiện song song cả hai phương thức là rút tiền tự động hoặc rút tiền tại quầy giao dịch. Và nếu không quá cần kíp về tiền mặt thì có thể sử dụng các phương thức thanh toán điện tử. Sở hữu trại heo có quy mô gần lớn nhất vùng, nuôi khép kín theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Giá heo mà thương lái thu mua từ trại của ông cao hơn giá heo thường 2.000 đồng một ký. Nhưng với mức giá này, ông Cẩn cũng không mấy vui.